Mark One số 1 về Mark. Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mark One và mình là Thịnh Easy. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Q&A số thứ 2 để giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em nhé. Chúng ta sẽ đến luôn với câu hỏi đầu tiên của bạn Huy Đức. Em làm việc văn phòng là chính thì có nên mua MacBook không ạ? Để trả lời câu hỏi này thì anh nghĩ là nên mua. Vì mọi người đều biết trước là giờ là MacBook để phục vụ cho công việc là chính. Và ngoài ra thì nó rất là mỏng nhẹ và đẹp nữa. Nên là để làm việc thì rất là ok. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 của bạn Dương. Em chào anh, em đang thích MacBook Pro 2017 vì nó đẹp. Nhưng mà em đang phân vân không biết nên mua không vì mục đích của em đa số là chơi game. Chào bạn Dương, thật ra thì nếu mà để chỉ chuyên về chơi game thôi thì anh sẽ khuyên em là nên bui một bộ PC. Còn nếu em thích đẹp, tiện lợi sử dụng cũng như là mỏng nhẹ thì lựa chọn MacBook cũng được. Tuy nhiên thì chỉ chơi game ở mức độ tạm ổn và hiệu suất thì không thể nào so với PC được. Ngoài ra thì anh có một video làm về chơi game trên MacBook. Em có thể xem video đấy để tham khảo thêm. Câu hỏi số 3 của bạn Phương là có nên cắm sạc MacBook qua đêm không ạ? Anh nghĩ là với thiết kế liền khối mà đảm bảo độ mỏng cũng như là pin khá là trâu, được thiết kế khác so với dòng laptop khác, thì ngoài ra MacBook có thể tự ngắt kết nối khi mà đã sạc pin đầy. Vì vậy thì em có thể yên tâm mà sạc qua đêm, không vấn đề gì cả. Câu hỏi số 4 của bạn Tâm. Em là sinh viên đang muốn mua laptop mà em đang phân vân có nên mua MacBook không? Thật ra thì MacBook có đủ những yếu tố để trở thành một chiếc laptop có thể hot trên thị trường hiện nay. Đó là đẹp, mỏng này, nhẹ này, pin trâu này, hệ điều hành riêng biệt này. Nhưng mà em vẫn có thể chạy song song cả hệ điều hành macOS và Windows. Ngoài ra thì màn hình Retina thì đẹp thô rồi. Chưa kể đến là cấu hình khá là mạnh. Nếu mà em mua MacBook là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà quan trọng là em có tài chính để mà sở hữu em nó không thôi. Đến với câu hỏi số 5 của bạn Thanh Loan. Em đang không biết có nên dùng ốp và dán màn hình không, vì em thấy có người bảo là dùng ốp thì máy sẽ nóng. Anh nghĩ là dán màn hình thì là điều đương nhiên rồi, vì nó sẽ giúp em chống xước cho máy. Ngoài ra thì còn dùng ốp ấy thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến hiệu suất cũng như là về nóng máy đâu, nên em cứ có thể dùng ốp cũng được cho nó đẹp. Đến với câu hỏi số 6 của bạn Trang. Có nên chạy song song Windows và macOS không ạ? Anh nghĩ là em chạy song song cũng được nếu mà em cần dùng nhiều đến Windows, do nhu cầu sử dụng của em nữa. Tuy nhiên thì nếu mà dùng chạy song song thì sẽ dễ bị nóng hơn, hao pin hơn cũng như là không tương thích. Nếu là anh thì anh sẽ khuyên em là em nên dùng thuần túy thôi, nghĩa là dùng một hệ điều hành thôi. Như thế thì sẽ tối ưu nhất. Vậy là mình vừa giải đáp một chút thắc mắc của anh em rồi. Mong là mình sẽ nhận được thêm nhiều câu hỏi về cho Mark One hơn. Vậy thì chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở số Q&A tiếp theo nhé. Bye.